Hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái, là lái xe không bằng lái xe không đúng quy định của giao thông, rồi biểu diễn xe với những cái tư thế rất là nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng trật tự công cộng, gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những cái điều không tốt của tôi. Tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông và đừng bao giờ học tập và bắt chước những cái hành vi sai trái của tôi vừa qua. Tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam cho cái sự thiếu hiểu biết về luật pháp. Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được cập nhật một cái thông tin liên quan đến cô người mẫu Ngọc Trinh. Về phía Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, người mẫu diễn viên quê Trà Vinh, và Trần Xuân Đông, 37 tuổi, ngụ ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Về phía Viện Kiểm sát đã xác định bị can Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ là ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Bị can Ngọc Trinh cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Cáo trạng truy tố Ngọc Trinh theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đối với cái khung cũng như là cái mức hình phạt của Ngọc Trinh thì khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ cả nhà. Có lẽ là có nhiều người không nghĩ rằng là với cái tội là gây rối trật tự nơi công cộng mà Ngọc Trinh lại bị truy tố theo khoản 2 điều 318 cái mức hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù, mặc dù bên cạnh cái tình tiết là có những cái tình tiết giảm nhẹ đó cả nhà, là ăn năn hối cải rồi thành thật khai báo. Ngày hôm trước thì chúng ta nghe cái đoạn video clip Ngọc Trinh cũng đã gọi là nối lên những cái tiếng lòng của mình sau khoảng thời gian bị tạm giam. Cô đã ăn năn hối cải rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh cái tình tiết giảm nhẹ thì lại có thêm những cái tình tiết gọi là tăng nặng, phạm tội nhiều lần, và cái khung hình phạt từ 2 đến 7 năm là về phía gọi là Viện Kiểm sát đã ban hành cáo trạng. Thưa cô chú anh chị, theo cáo trạng thì chúng ta biết là ngày 6 tháng 10 2023, Ngọc Trinh cùng với ông Đông đã tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển số là 59A3115988 lưu thông biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên riêng xe. Trước đó thì đầu tháng 9 thì ông Đông đã cùng Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như là đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Sau khi chạy xe biểu diễn thì Ngọc Trinh cho quay video clip biên tập rồi đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội, gây tác động một cách tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái điều mà cảm thấy tiếc nuối cho cái cô này đó, cô chú anh chị, đó chính là cô ấy không biết cái hành vi của mình đã vi phạm, và trước đó thì đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Lần đầu tiên cô Trinh có đăng lên thì không có bị cái gì cả nha, lo tới lần thứ hai, lần thứ ba đó thì có thể thấy rằng cái sức hút của cái cô này, đặc biệt là với cái gọi là những cái động tác nguy hiểm rồi cho đến là ăn mặc gợi cảm đó cô chú anh chị, thu hút lượt view một cách kinh khủng, và rõ ràng đó là gây ra cái sự gọi là ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống của giới trẻ, đặc biệt là cách ứng xử. Người ta cho rằng là cái tác hại của cái cô này đó chính là chính vì cô là một người nổi tiếng và là một người mà có thể nói là được rất nhiều giới trẻ họ quan tâm, và bên cạnh đó thì ảnh hưởng đến cái nhận thức của giới trẻ xem những cái video clip này thì lại gọi là bắt chước và học theo. Đó là cái hành vi vi phạm của cái cô này cả nhà. Nhưng mà điều Thanh Nguyên thấy rằng là nuối tiếc ở đây đó chính là nếu như mà cô ấy biết mà mình khi mình làm như vậy, mình đăng tải lên là vi phạm, thì có lẽ cô ấy không có làm.
Đó, không có làm đâu. À, nếu mà dại dột đâu mà tự nhiên biết hành vi nó vi phạm mà làm cả nhà, trong khi là một người nổi tiếng mà. À, sức ảnh hưởng nó cực kỳ kinh khủng. À, chỉ có một điều là có những cái cá nhân khác cũng mang danh là người nổi tiếng, người nghệ sĩ, với những cái hành vi vi phạm nó thậm chí nó còn nặng nề hơn. À, nhưng mà vừa qua thì chúng ta biết rồi đó, chỉ là cái mức độ gọi là khiển trách thôi, đặc biệt là liên quan đến cái câu chuyện của cô nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã tố một cái người nhà giáo tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ném điện thoại vào mặt của mình đó. Thì chỉ có cái mức độ khiển trách đối với người ném điện thoại thôi. Về phía gọi là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên tiếng vì cái điều này, liên quan đến cái câu chuyện mà cô Lưu Thiên Hương đã đăng một đăng tải một cái đoạn video clip lên trên cái trang Facebook cá nhân của mình. Và ngày hôm nay thì khi mà về phía Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khiển trách, thậm chí là đưa ra những cái thông tin cho rằng là Lưu Thiên Hương bản thân cô ấy khi mà đăng tải cái nội dung lên mạng xã hội cũng là một cách ứng xử nó không đúng với bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Thì cụ thể là mới đây ồn ào của nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền, Lưu Thiên Hương làm nóng dư luận. Trên trang cá nhân, Lưu Thiên Hương đã đăng đàn tố bề nghị nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền ném điện thoại khi cả hai mâu thuẫn về chuyên môn giảng dạy. Mặc dù về chuyên môn đó thì rất là nhiều người cho rằng là về phía Lưu Thiên Hương có phần đúng, nhưng mà người ta cho rằng là cô này gọi là không nên đăng tải khi mà mọi việc, sự việc nó chưa được giải quyết ồn ào. Nếu như đúng hơn thì cô cứ liên hệ thẳng với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh để người ta tìm cách xử lý. Còn khi đăng tải nội dung lên mạng xã hội thì nó gây ảnh hưởng. Thưa quý vị, các khán giả trung lập cho rằng nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền lẫn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dường như quên quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Trong bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào năm 2021, điều 6 quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp có nêu rõ. Thứ nhất là trân trọng các thế hệ nghệ sĩ đi trước trong việc trao truyền những giá trị văn hóa, tinh hoa nghề nghiệp cho các thế hệ người hoạt động nghệ thuật. Tôn trọng bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng, khán giả và xã hội. Thứ hai là chân thành hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ, cùng nhau phát huy tài năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đối với người mới tham gia hoạt động nghệ thuật. Ba là trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn của mình, bày tỏ chia sẻ quan điểm không gây mâu thuẫn tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp. Về phía Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền và Lưu Thiên Hương công tác, đã xử lý theo bộ quy tắc ứng xử trong trường hợp đã ban hành. Kết quả cuộc họp thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách đối với nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền mà thôi. Tuy nhiên thì nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng với hình thức xử lý này chưa thỏa đáng. Trả lời báo chí thì nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết, từ góc độ của một người bị xúc phạm như tôi, việc chỉ gọi là khiển trách và để giảng viên đó tiếp tục giảng dạy là không thỏa đáng. Phía Lưu Thiên Hương thì cho rằng là cô yêu cầu là phải có cách xử lý cho nó rõ ràng, bởi vì cái hành động này nó không chỉ gọi là ảnh hưởng đến gọi là bản thân cô ấy, nó còn ảnh hưởng đến uy tín của gọi là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cho đến là khi người ta nhìn vào như vậy đó thì có rất là nhiều người ta lên tiếng làm sao mà dám cho con em nào vào học những cái ngôi trường này khi lại có một cái giáo viên gọi là bạo lực như vậy. Trong tất cả những cái tình huống xử lý thì cả hai đều có những cái gọi là bất cập ở trong đó. Thứ nhất là cái cô nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền này, tôi thấy rằng là dù có như thế nào, nếu mà cũng không thích thì cũng cô cũng có quyền gọi là khiếu nại về phía Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, là đề nghị Lưu Thiên Hương không có can thiệp vào cái gọi là cái bộ môn giảng dạy của cô, tại vì cô có một cái cách giảng dạy riêng và cái truyền đạt cái tư duy riêng dành cho học sinh của mình. Thì cô ấy cũng có quyền để mà khiếu nại, nhưng mà chọn cách gọi là ném điện thoại như vậy thì nó rõ ràng cái hình ảnh của một người nghệ sĩ ưu tú. Chúng ta biết là nghệ sĩ ưu tú thì mỗi tháng đó có chú anh chị lương là 16.200 từ nhà nước, là gấp 9 lần mức lương cơ sở. Vào thời điểm hiện tại mức lương cơ sở là 1.8 triệu, thì gấp 9 lần như vậy là 16.200 đối với danh hiệu của nghệ sĩ ưu tú. Còn đối với rất là nhiều khán giả fan của Lưu Thiên Hương thì người ta cũng cảm thấy là bức xúc và đưa ra những cái lời nhận định
và tràn ngập mạng xã hội ngay tại thời điểm này, khi mà phía Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cái nhận định và cái tình huống xử lý là chỉ gọi là khiển trách kỷ luật đối với nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền mà thôi. Thưa quý vị, hiện tại thì Lưu Viên Hương cho rằng là mình sẽ nộp đơn để mà xin thôi việc. Về phía gọi là Nhạc viện thì cũng cho rằng là chưa nhận được đơn, và nếu như nhận được đơn thì cũng sẽ giải quyết một cách gọi là theo đúng quy định, rất là nhanh chóng. Bởi vì người ta cho rằng là Lưu Thiên Hương cũng chỉ là một giảng viên gọi là bình thường đó, có nghĩa là họ cho bình thường. Còn cái cô nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền thì lại có một cái chuyên môn và cái nơi giảng dạy, và thậm chí là cái gốc gác, có thể nói là như vậy đó cô chú anh chị, lại to hơn. Cho nên là cái điều đó đều bình thường. Và trong hai cái câu chuyện này, Thanh Nguyên thấy rằng là cả hai nó đều, từ cái câu chuyện Ngọc Trinh cho đến những cái câu chuyện mà scandal của các anh chị nghệ sĩ ưu tú đó, Thanh Nguyên thấy rằng cả hai nó đều có gây một sự ảnh hưởng cực lớn dành cho giới trẻ, thậm chí nó có ảnh hưởng đến gọi là cơ quan tổ chức khác nữa. Nhưng mà bản thân Ngọc Trinh thì cô ấy bị gọi là, hiện tại vì viện kiểm sát đề nghị ban hành cáo trạng là từ 2 đến 7 năm. Khá là đáng tiếc cho cô này với những cái hành vi mà nhìn tưởng như nó gọi là nó không có vi phạm. Cô chú anh chị, Ngọc Trinh vi phạm trong cái tình huống thì như mình không biết cả nhà. Còn những cái kẻ nhiều khi mà có những kẻ đó, đặc biệt là trong những cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng nè, có những người mang danh là luật gia, luật sư online, họ biết lực, họ hiểu lực. Hàng Ni nè, Trần Văn Sĩ nè, là hai người trước mắt chúng ta thấy rằng là những người mà được gọi là học lực và là luật sư cả, nhưng mà họ cố tình để mà vi phạm vì những đồng tiền. Thưa quý vị, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem rằng khoảng thời gian tới có cái thông tin gì về anh Sĩ cũng như chị Ni hay là không, cũng như là về phía Ngọc Trinh á, sau khi vụ án được đưa ra xét xử thì có lẽ rằng là sẽ có nhiều người cảm thấy nuối tiếc và cầu mong cái điều là tốt hơn, và để cho cô ấy có thể nhanh chóng được trở về, bởi vì cũng đã ăn năn hối cải rồi với cái mức án thấp nhất có thể đối với Ngọc Trinh đó quý vị. Đó là cái nội dung mà sáng ngày hôm nay Thanh Nguyên muốn chia sẻ gửi đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những nội dung mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.